Chào mừng các bạn đến với tiết học online ngày hôm nay. Cô xin giới thiệu, cô tên là Trần Thu Thủy, là giáo viên dạy toán trường trung học cơ sở Nguyễn Hữu Bình. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn môn hình học toán. Và bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học là bài số 3, tính chất được phân giác của thanh giác. Thì để học tốt bài này, chúng ta sẽ chuẩn bị cho cô sách giáo khoa, vở ghi và dụng cụ học tập như thước, máy tính, compa. Chúng ta bắt đầu vào bài học ngày hôm nay. Bài số 3, tính chất được phân giác của thanh giác. Chúng ta đi vào phần một nhỏ định lý. Chấm hỏi 1. Vẽ tam giác ABC biết AB bằng 3 cm, AC bằng 6 cm, góc A bằng 100 độ. Dựng đường phân giác AD của góc A bằng compa khước hẳn. Đo độ dài các đoạn hẳn DB, DC rồi so sánh các tỉ số AB phần AC và DB phần DC. Chúng ta tiến hành làm nhé. Các bạn vẽ hình vào vở theo cô nha. Vẽ tam giác ABC biết AB bằng 3 cm, AC bằng 6 cm, góc A bằng 100 độ. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ góc A trước. Góc A 100 độ. Cạnh AB là 3 cm. Cạnh AC là 6 cm. Nối hai điểm B và C. Ta được tam giác ABC đúng như yêu cầu bài toán. Bây giờ chúng ta sẽ dựng tiếp đường phân giác AD của góc A. Và các bạn nhớ là bằng compa khước hẳn. Thì cái phần này chúng ta đã học ở lớp 7 rồi nha. Chúng ta mở compa bán kính tùy ý vừa thôi nha. Tâm A, ta vẽ một cung tròn cắt hai cạnh AB và AC. Chúng ta có hai cái giao điểm. Chúng ta đặt tâm vào giao điểm. Ta vẽ thêm một cung. Tâm vào giao điểm thứ hai, ta vẽ thêm một cung. Hai cung này cắt nhau. Chúng ta có được giao điểm của hai cung. Ta nối giao điểm này với cái điểm A. Rồi, ta được AD là tia phân giác. Là đường phân giác AD. Điểm D thuộc cạnh DC. Rồi. Nhiệm vụ tiếp theo nữa là đo độ dài các đoạn hẳn DB, DC. Chúng ta đo. DB chúng ta đo được là 2,4 cm. DC chúng ta đo được là 4,8. Đúng không? Rồi, chúng ta vừa vẽ được tam giác ABC theo yêu cầu của bài toán và đo được đoạn BD bằng 2,4 cm, đoạn DC bằng 4,8 cm. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh các tỉ số. Ta có AB phần AC. AB là bằng 3, AC là bằng 6. 3 phần 6 là bằng 1/2. DB phần DC. DB là 2,4, DC là 4,8. Và tính ra được là 1/2. Chỗ này chúng ta không tính nhẩm được, chúng ta sử dụng máy tính chúng ta tính ha. Vậy thì hai tỉ số này như thế nào các bạn? AB phần AC như thế nào với DB phần DC?
hai tỷ số này chúng ta thấy nó đều bằng 1 phần 2. Do đó hai tỷ số này bằng nhau. Rồi, cũng như vậy khi chúng ta đo thử cái hình vẽ trong sách giáo khoa của chúng ta. Rồi, đối với cái tam giác ABC trong hình đó các bạn, người ta vẽ đoạn thẳng AB bằng 3, AC bằng 6. Nhưng mà cái này không đúng là 3 với 6 cm đâu. Người ta vẽ theo tỷ lệ đó, nhưng mà vẫn bảo đảm được rằng là đoạn AC gấp đôi đoạn thẳng AB nha. Bây giờ chúng ta thử đo đoạn DB và DC thử xem. Rồi, DB ta đo được là bao nhiêu nè? 1,7 cm đúng nè. 1,7. Rồi, đoạn DC chúng ta đo được bao nhiêu? 3,4 đúng không? DC được là 3,4. Vậy là ta có được tỷ số DB phần DC bằng DB là 1,7 phần DC là 3,4 được là 1/2 đúng nè. Ta có được tỷ số rồi đó, DB phần DC bằng 1/2. Thì chúng ta thấy là trong sách giáo khoa tỷ số của cạnh DB chia cho DC nó cũng bằng AB chia AC. Thì kết quả này đúng với mọi tam giác nhờ vào định lý. Chúng ta sang định lý. Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn hẳn tỷ lệ với hai cạnh kề hai đoạn ấy. Bây giờ chúng ta xem tam giác ABC có đường phân giác xuất phát từ góc A, đó là đường AD. Thì đường AD này chia cái cạnh BC này thành hai đoạn, đó là đoạn DB và đoạn BC. Hai đoạn hẳn này tỷ lệ với hai cạnh kề của hai đoạn đó. Tức là đoạn DB, chúng ta thấy cạnh nào của tam giác mà kề với đoạn BD các bạn? Đó là cạnh gì? AB, đúng không nào? Đó là cạnh AB. Rồi, đoạn BC thì có cái cạnh nào của tam giác mà kề với đoạn BC này? Đó là cạnh nào các bạn? Cạnh AC, đúng không? Vậy thì chúng ta có tỷ số nào nè? Vì AD là tia phân giác của góc BAC, điểm D phải thuộc cạnh BC, thì chúng ta sẽ có cái tỷ số DB chia DC, hay ta nói cho nó dễ hiểu hơn, đó là tỷ số của hai đoạn các bạn, đoạn DB chia cho đoạn DC bằng tỷ số hai cạnh kề với hai đoạn này đó các bạn. Đó là hai cạnh nào nè? DB thì kề của nó đó là AB, DC thì kề của nó đó là AC, vậy là bằng AB phần AC, được chưa nào? Bằng AB phần AC, lưu ý nha các bạn. Chứ các bạn ngược lại á, bằng AC phần AB là mình sai nha, được chưa nào? Và nắm cho kỹ cái định lý này nha. Chúng ta ví dụ một cái trường hợp khác. Bây giờ cũng tam giác ABC đó, nhưng mà đường phân giác không xuất phát từ đỉnh A như ở trên nữa, mà đường phân giác xuất phát từ đỉnh B, và đó chính là đường BE. Đường BE này chia cái cạnh đối diện với góc B này nè, đó là cạnh AC, thành hai đoạn EA và EC. BE là tia phân giác của góc ABC, điểm E thuộc cạnh AC. Ta có EA chia cho EC bằng với tỷ số của hai cạnh AB và BC. Chúng ta đi qua bài tập. Cho hình vẽ bên dưới, điền dấu chéo vào ô thích hợp. Rồi chúng ta thấy đây là tam giác MNB. Chúng ta có 3 đường phân giác. Đường ME chính là đường phân giác xuất phát từ đỉnh M. Đường phân giác xuất phát từ đỉnh N đó là đường NK. Đường phân giác xuất phát từ đỉnh B đó là đường BL. Rồi chúng ta xem câu thứ nhất. EB phần N, đây là tỷ số của hai đoạn này các bạn. Nó sẽ bằng tỷ số của hai cạnh kề, đó là MB phần MN. MB phần MN. Chúng ta thấy tỷ số này đúng không các bạn? Tỷ số này sai rồi, đúng không?
vì câu này sai nha. Câu số 2, KM chia KB. Đây là tỉ số của hai đoạn nè các bạn. Vậy là chúng ta sẽ có hai cạnh kề của nó là hai cạnh nào nè? Đó là NM chia cho NB. NM chia NB, đúng không bạn? Này ngược lại rồi, NB chia NM. Câu này sai nha. Sai rồi. Câu số 3, BN chia cho BM. Đây là tỉ số của hai cạnh. À, nó sẽ bằng tỉ số của hai đoạn kề nha, bằng NL chia ML. Được chưa nào? Vậy câu này đúng nha. Chúng ta tiếp tục chấm hỏi 2. Xem hình 23A. Câu A, tính x phần y. Câu B, tính x khi y bằng 5. Chúng ta có tam giác ABC cạnh AB bằng 3,5 cm, AC bằng 7,5 cm, AD là đường phân giác xuất phát từ đỉnh A. Bây giờ chúng ta tính cái tỉ số x phần y. Bây giờ chúng ta thấy là có cái đường phân giác đây. Bây giờ mình tính tỉ số. Vậy là liên quan đến định lý về tính chất đường phân giác của tam giác, được chưa nào? Chúng ta sử dụng cái định lý ta vừa học đó ha. Dạ. Vì AD là đường phân giác của góc BAC nên ta có, và các bạn lưu ý là điểm D này phải thuộc cái cạnh BC nha, thuộc cạnh đối của cái góc A đó. Ta có gì các bạn? Có DB phần DC, tỉ số của hai đoạn bằng tỉ số của hai cạnh kề tương ứng, đó là AB phần AC. Chúng ta hay mà hay DB có độ dài rồi ha. DB là x, DC là y, x phần y bằng AB là 3,5, AC là 7,5, 3,5 phần 7,5. Ở đây chúng ta tính ra được là 7 phần 15. Chúng ta có thể lấy máy tính bấm nha. Vậy thì chúng ta có được tỉ số x phần y đó là bằng nhiêu các bạn? 7 phần 15. Kết luận vậy x phần y bằng 7 phần 15. Chúng ta sang câu B, tính x khi y bằng 5. Chúng ta có được cái tỉ số x phần y bằng 7 phần 15. Hai tỉ số này bằng nhau rồi nha. Chúng ta chỉ việc khai vào. Ta có x phần y bằng 7 phần 15, 2y bằng 5 và ta được, chỗ nào có y chúng ta sẽ thấy bằng số 5 và vậy là x phần 5 bằng 7 phần 15. Từ đây chúng ta sẽ tính được x nha. Ngày lớp 6 chúng ta học rồi, suy ra x bằng 5 nhân 7 chia 15, tính được là 2,3. Ở đây chúng ta nên làm tròn gần bằng 2,3. Ta kết luận vậy y bằng 5 thì x gần bằng 2,3. Tức là cứ mỗi cái giá trị của y khác nhau, chúng ta sẽ tìm được giá trị của x khác nhau nha các bạn. Chúng ta làm chấm hỏi 3. Tính x trong hình 23B. Rồi, đây là hình 23B. Chúng ta thấy là tam giác DEF có DH là đường phân giác xuất phát từ đỉnh D. Bây giờ muốn tìm x có nghĩa là chúng ta sẽ tìm độ dài của đoạn EF. Mà muốn có độ dài của đoạn EF, chúng ta thấy rằng chúng ta nên tính đoạn nào trước các bạn? Chúng ta tính đoạn HF trước, được chưa nào? Chúng ta có được HF thì chúng ta sẽ tìm được EF bằng cách lấy đoạn độ dài đoạn EH cộng với độ dài đoạn HF, được chưa nào? Vậy thì muốn tính HF, chúng ta lại sử dụng định lý về tính chất đường phân giác của tam giác. Bây giờ chúng ta làm. Vì DH là tia phân giác của góc EDF nên ta có, chúng ta lưu ý là H phải thuộc EF các bạn. Ta có gì nè? Tỉ số của hai đoạn bằng tỉ số của hai cạnh. Được chưa nào? Hai đoạn nào đây? HE chia cho HF bằng với tỉ số hai cạnh kề của nó, đó là
DE chia cho DE. À, từ đây chúng ta sẽ hai vào hai HE ta có là 3. HF chưa có, chúng ta ghi lại nha. Bằng DE là 5, DF là 8,5. Rồi từ đây chúng ta sẽ tính được HF bằng 3 nhân 8,5 chia 5. Ta tính ra được là 5,1. Rồi, từ đây chúng ta sẽ tính được X. X bằng HE cộng với HF. HE ta có là 3, HF vừa tính được là 5,1. Ta hay vào ta tính được là X bằng 8,1. Kết luận vậy X bằng 8,1. Chúng ta đi tiếp phần số 2. Chú ý, định lý trên vẫn đúng đối với tia phân giác của góc ngoài của tam giác. Bây giờ chúng ta xem tam giác ABC có cái góc BAX là góc ngoài tại đỉnh A của tam giác ABC nhé bạn. Thì cái đường AD phẩy là đường phân giác của góc ngoài. Vậy thì chúng ta sẽ có là AD phẩy là tia phân giác của góc ngoài của tam giác ABC. Ta có là D phẩy B chia D phẩy C bằng D phẩy B. Thì cái cạnh của tam giác mà kề với cái đoạn D phẩy B đó là cạnh nào các bạn? Đó là cạnh AB, đúng không nào? Còn cái cạnh mà kề với cái đoạn D phẩy C đó là cạnh AC. Vậy là ta có AB phần AC, được chưa nào? Và các bạn lưu ý rằng là đối với cái tam giác ABC nó có cạnh AB và AC bằng nhau, tức là tam giác ABC phân tại A, thì cái đường phân giác của góc ngoài đó là đường AD phẩy đấy các bạn, nó song song với cạnh BC nên không thể nào điểm D phẩy nằm trên đường BC được, được chưa nào? Do đó là định lý này không áp dụng được đối với tam giác ABC cân, được các bạn. Vậy thì AB phải khác AC, các bạn lưu ý nha. Ta vừa học xong cái định lý đối với tia phân giác của góc ngoài. Bây giờ chúng ta làm bài tập nha. Ví dụ cho tam giác ABC, AD phẩy là tia phân giác ngoài của góc A, BD phẩy bằng 2 cm, BD phẩy bằng 2 cm, BC bằng 4 cm. Tỷ số AB phần AC bằng bao nhiêu trong 4 câu này các bạn? Bây giờ chúng ta xem coi ha. Chúng ta vừa học xong cái định lý đối với tia phân giác của góc ngoài. Chúng ta áp dụng. Cô có cái gợi ý sao? D phẩy B chia cho D phẩy C bằng AB chia AC. Tức là AD phẩy là tia phân giác của góc ngoài đó. Vậy thì D phẩy B chúng ta có là nhiêu các bạn? D phẩy B là 2. Còn D phẩy C, D phẩy C chúng ta có chưa nào? Chưa có, nhưng mà chúng ta có thể tính được, đúng không nè? Bằng D phẩy B cộng với BC, tức là 2 cộng với 4, đúng không nè? Là 6 cm. Vậy thì cái tỷ số này đã có đầy đủ rồi nè. AB phần AC bằng D phẩy B phần D phẩy C. Nha, chúng ta viết ngược lại đây. Bằng gì các bạn? D phẩy B là 2 cm, D phẩy C là 6, tức là 2/6, đúng không nào? Mà 2/6 còn được là 1/3. Vậy ta chọn đáp án nào đúng các bạn? Đó là đáp án B. Thế nào? Rồi, chúng ta tiếp tục bài 15 trang 67 sách giáo khoa. Tính x trong hình 24 và làm tròn kết quả tính chỉ số hợp phân thứ nhất. Chúng ta làm bài B nha. Còn bài A thì một lát nữa các bạn sẽ tự làm. Chúng ta giải bài này ha. Thì để tìm x thì chúng ta sẽ sử dụng tính chất đường phân giác của tam giác. Vì BQ là tia phân giác của góc MBN, Q thuộc MN, nên ta có gì các bạn? Tỷ số của hai đoạn đó là QM chia cho QN bằng với hai cạnh, tỷ số hai cạnh kề của nó đó là BM chia BN, được chưa nào? Rồi chúng ta hay vào hay QM chúng ta chưa có, nhưng mà chúng ta thấy rằng là Q
Quy m sẽ bằng là mn trừ cho quy n, tức là 12,5 trừ x. Rồi quy n chúng ta có được là x, ta hai vào bm là 6,2, bn là 8,7. Rồi từ đây chúng ta sẽ nhân chéo. Này giống như giải phương trình chúng ta đang học ở bên phần đại số. Rồi chúng ta lấy đơn hức nhân với đa hức. 8,7 ta nhân trong đa hức này. 8,7 nhân 12,5 trừ cho 8,7 nhân x bằng 6,2 nhân x. Ta bỏ dấu nhân đi. Rồi 12,5 nhân 8,7 chúng ta bấm máy ra đi. Được là 108,75 trừ 8,7x bằng 6,2x. Ta chuyển x sang một vế đó. Tức là chuyển, các bạn nhớ là chuyển vế là phải đổi dấu. Chuyển 6,2x từ vế phải sang vế trái thành âm 6,2x. 108,75 chuyển sang phải là thành trừ 1,8. 108,75 ta tính được vế trái được là âm 14,9x, vế phải ta ghi lại. Rồi muốn tìm x thì chúng ta làm phép toán chia ha. Âm 108,75 chia cho âm 14,9 được kết quả gần bằng 7,3. Ta kết luận x gần bằng 7,3. Rồi chúng ta vừa học xong bài tính chất về đường phân giác của tam giác. Chúng ta có cái phần củng cố đối với đường phân giác trong của tam giác các bạn. AD là đường phân giác của góc BAC, ta có DB chia cho DC, tức là tỷ số giữa hai đoạn bằng với tỷ số giữa hai cạnh kề các bạn. DB chia DC bằng AB chia AC. Trường hợp thứ hai là AE phẩy là đường phân giác ngoài của góc BAC, vậy là ta có E phẩy B chia cho E phẩy C. Đây, bằng tỷ số của hai cạnh kề của nó là AB chia cho AC. Thì phần hướng dẫn học tập ở nhà, chúng ta sẽ nắm vững nội dung định lý về tính chất đường phân giác của tam giác. Ta hiểu được nội dung bài học ngày hôm nay và làm cho cô bài tập 15A trang 67, 17, 18, 19, 20 trang 68. Bài 17 trang 87 sách bài tập. Chúng ta xem trước bài số 4 và chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ như hước, máy tính. Thì tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cô chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.